Và mình đã hoàn thiện xong cái mẫu design vân đá của ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm hình cái chuông để không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ với Nail nha. Và nếu như mọi người có những cái thắc mắc gì về cái mẫu vân đá ngày hôm nay của mình nói riêng và về Nail nói chung thì mọi người cũng đừng ngại là để lại comment ở phía bên dưới ấy, thì mình sẽ trả lời những cái thắc mắc của mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Bye bye!